Xin chào tất cả các bạn, mình là Vân Lan Trường Sơn, trú tại tầng 7 phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay mình vào lề một chút, đó là chia sẻ cho những anh em bị viêm loét dạ dày. Đấy, thì nói chung là cái bệnh này liên quan đến dạ dày, cho nên là mình cũng chia sẻ cái đơn thuốc này cho các bạn. Nó dùng rất đơn giản, chỉ đun nước uống trong vòng 5 ngày. Những anh em là mà bị đau dạ viêm loét dạ dày thì chắc chắn là tỷ lệ khỏi rất là lớn, vì mình đã lấy cho rất nhiều người rồi. Thì hôm nay mình cũng đăng lên đây để cho các bạn, để anh em biết được mình có chia sẻ cái đơn thuốc như thế này, giá là 700.000 một đơn các bạn nhé. Đấy. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987829002. Còn cách sử dụng như nào thì khi các bạn nhận hàng hoặc là đặt hàng thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, rất đơn giản thôi, uống như uống nước hàng ngày thôi. Thì đã có rất nhiều anh em đã sử dụng và kết quả rất là tốt. Vâng, cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.